Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi những trò chơi những chú chó cứu hộ. Mình sẽ chọn nhân vật anh Rider đội mũ tuyết đi. Ở đây có rất là nhiều trò chơi. Mình sẽ chọn trò này. Mình lấy dân sinh. Nice move. Mình chọn muscle đầu tiên. Muscle đang chơi thì anh Yaro đang gọi. Tiếp tục lại chọn muscle. Đội một cái mũ tuyết khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ phải đến chỗ cái anh chàng kia để xem con chú chim quanh cụ đi đâu. Đang không thấy những chú chim minh cụt đâu. Bây giờ Marshall phải đi tìm. Đã thấy rồi. Và đưa về cho anh chàng này. Nào đi thôi. Mình sẽ đi ăn một chút này. Đã tìm được một chú. Mình phải tìm ba chú cơ. Mình sẽ đi bộ và để ăn những cái kiểu này. Ở đây rồi. Sẽ lại đưa về cho anh chàng kia. Thấy hai con, còn một con nữa. Đã thấy một con này nữa rồi. Hoàn thành nhiệm vụ. Nice work, Pat. Xong mình sẽ được điểm, được tặng những huy hiệu. Vừa đấy mình đã nhặt ở đấy.
Ok, bây giờ mình sẽ lại tiếp tục đi dạo và chờ nhiệm vụ của anh Nido. Anh Nido lại đang gọi rồi. Nhiệm vụ của chúng ta lần này là tìm những gói quà của ông già tuyết. Mình sẽ chọn Everest. Oh yes. Oh yes. Everest sẽ giúp ông già Noel tìm lại những cái hộp quà. Như thế Everest phải đến chỗ ông già tuyết. Đã đến nơi rồi. Có 3 cái quà cần phải tìm. Ta tìm thấy một cái. Và cần phải mang về cái xe của ông già Noel. Đã xong một cái. Tiếp theo là còn 2-3 thứ quà nữa. Mình đi xe đi cho nhanh. Đã đến nơi. Mình sẽ lại mang cái gói quà này về cho ông già Noel. Giờ tìm xong một gói quà nữa. Bây giờ là còn một ngôi sao may mắn. Everest sẽ phải đi tìm nốt. Mình đã nhìn thấy. Mình ra xe đi cho nhanh nhé. Đã về đến nơi. Đã tìm thấy được một món quà ngôi sao may mắn nữa rồi. Có lẽ là hoàn thành nhiệm vụ. Nice work, Pat. Ok.
Xin hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhé. Hãy nhớ đăng ký và ủng hộ kênh của mình nhé.